chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Có hay không? Có hay
hay không? Có hay không ạ? Hay không? Như vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau. Vào vòng thi đặc biệt, vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Không. Không. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 3. Và ô số 5. Ô số 6. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Chính cả vòng thi đặc biệt. Vòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Thank you.
rồi, ở vòng thi đặc biệt bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như sau. Lương là lương nó có tăng đâu. Mà nhà cũng tăng, ga tăng, rồi đồ ăn cũng tăng, cái gì cũng tăng hết. Một đứa không phải nhịn đói nó mới làm sáng. Gọi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Gọi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu thứ tư. Và bạn đã trả lời. Đi xe phải đi hết nhau. Không muốn ở ở ghế trường. Không muốn cần ba người chung vui. Ví dụ làm công ty của yếu vậy, ăn đi ngủ tắm rồi rửa rồi có làm. Sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến triệu mốt thì triệu mốt là tháng đầu này nó nhiều tiền đầy đủ rồi rồi. Đây là thứ sáu. Số 5. Và bạn đã trả lời.